Kính thưa quý khán giả, năm 2024 Thái Trình, đây là một năm xấu và nhiều bất lợi đối với đường số. Công việc làm anh không được thuận lợi, dễ vướng vào thị phi, tranh chấp, khiếu kiện, thậm chí có dấu hiệu dịch chuyển công việc chỉ vì những mâu thuẫn nội bộ. Tài lộc sẽ kém may mắn, làm anh dễ bị trục trặc thua lỗ, phải hao tốn nhiều tiền bạc cho vấn đề sức khỏe, thậm chí là giảm mạnh, thậm chí sẽ mắc bạo bệnh, cần phải đề phòng thương tật ở tứ chi, các bệnh về xương khớp hay là tai nạn bất ngờ. Trong năm thì cần dập tắt ngay ý nghĩ làm giàu chỉ sau một đêm. Không muốn làm lụng vất vả bởi nó có thể khiến bạn mệnh dấn thân vào các trò đỏ đen, cờ bạc, đầu tư mạo hiểm theo đám đông với mong muốn sớm đổi đời, hậu quả sẽ rất là khó khôn lường. Xét về thiên can thì trong năm Mậu gặp giáp tương khắc, không gặp được yếu tố thiên thời, làm anh khó khăn hơn trước, tài lộc lại kém may mắn. Còn xét về địa chi thì bước vào năm tuổi phạm trực thái tuế, công việc làm anh gặp nhiều khó khăn, sẽ có nhiều biến động, tài lộc giảm sút, kiếm tiền khó khăn hơn trước, gia đạo thì trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy. Xét về ngũ hành thì bản mệnh và lưu niên là tương sinh, thì vận trình sẽ được hỗ trợ phần nào và có những yếu tố cứu giải xui xẻo về tình cảm hay sức khỏe bị chiết giảm ít nhiều. Tuổi Mậu Thìn sẽ phạm kim lâu thân, tức là hại cho bản thân, không thích hợp cưới hỏi hay là xây dựng mua bán nhà cửa. Và trong năm thì cũng phạm phải tam tai năm cuối, hạn đã phần nào vơi bớt nhưng tránh kết thúc việc lớn trong năm, đề phòng xui xẻo. Trong năm 2024 này, Mậu Thìn sẽ có cơ hội để học hỏi kiến thức chuyên môn, tăng sự hiểu biết về lĩnh vực đang theo đuổi. Điều này sẽ là nền tảng bước đệm cho sự phát triển sau này. Vì thế, mệnh chủ không cần phải nóng vội, chậm mà chắc. Đôi lúc khó khăn chính là tín hiệu tốt để cho công việc được chuyển hóa sang một giai đoạn thành công mới. Mệnh chủ nên cần duy trì những lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ hợp lý, tập thể dục thể thao điều đặn. Các thói quen tốt không chỉ giúp cho cơ thể dẻo dai, sức khỏe mạnh mà còn mang tới nguồn năng lượng tích cực cho tinh thần. Trong năm 2024 này, năm mạng Mậu Thìn nên hạn chế làm việc quá sức, thay vào đó là phải ngủ đủ giấc mỗi đêm. Vì giấc ngủ có vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe của con người. Ngủ đủ giấc giúp tăng khả năng miễn dịch, cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ mắc các bệnh tật sau này. Năm 2024, Nam Mạng Mậu Thìn sẽ gặp sao Thiên La Hầu chủ mệnh. Trong bản sao năm 2024, La Hầu sẽ là một hung tinh chủ về thị phi, hao tốn nhiều tiền của. Tuy vậy mà sau này không hẳn là sao xấu. Đàn ông có vợ đang mang thai hoặc là gặp sao La Hầu thì làm anh phát đạt, con sinh ra được mẹ tròn con vuông. Mậu Thìn 1988 dễ nóng giận, thiếu bình tĩnh, hiu thắng và trong năm 2024 sẽ gặp những hoàn cảnh khó khăn, những thử thách. Điều này sẽ có lợi giúp cho Mậu Thìn 1988 tôi luyện được bản thân, cải thiện được con người, khắc phục được những thiếu sót của chính bản mệnh mình. Năm 2024 thì nữ mạng tuổi Mậu Thìn sẽ gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Đây sẽ là một hung tinh chủ về những sóng gió, chuyện thị phi. Sao Kế Đô nhắc nhở nữ nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cách cư xử của bản thân. Muốn tránh thị phi thì tâm phải tỉnh, dĩ hòa vi quý, bỏ qua những lời gièm pha, nói lời hay, làm việc tốt. Như vậy thì sẽ tránh được những cãi vã, những thị phi không đáng có. Tiếp theo là luận giải lá số tử vi Mậu Thìn 1988 năm mạng theo 12 tháng. Thì trong tháng 1 là tháng Dần thì công việc sẽ gặp nhiều trục trặc và có nguy cơ mất tiền bạc. Hãy cẩn thận khi ký kết các tài liệu quan trọng để tránh rủi ro, pháp lý và tranh chấp kiện tụng. Tháng 2 thì là tháng Mão thì sẽ có khả năng gặp phải những người xấu định hại bạn,
Hãy giữ cảnh giác và tỉnh táo trong các mối quan hệ xã hội để tránh bị lừa gạt hoặc là mất tiền bạc và chuyện tình cảm. Tháng 3 thì sẽ là tháng Thìn, thì nên cần đề phòng mất cắp đồ quý giá, cẩn thận khi đi xa và đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình. Có thể sẽ phải nhận nhiều tiếng buồn trong thời gian này, nên là hãy đối diện và ủng hộ nhau để vượt qua được những khó khăn gặp đó. Tháng 4 thì là tháng Tỵ, có vị nhân giúp đỡ giải quyết tình huống khẩn cấp, tài chính sẽ không bị tổn thất nhiều, có thêm nguồn thu nhập và tiền bạc không quá khó khăn. Tháng 5 tức là tháng Ngọ thì sẽ có tài lộc tăng nhưng chưa đạt đến mức rạng rỡ, vận đào hoa tăng, thuận lợi cho người độc thân, nhưng cần phải cẩn trọng với mối quan hệ để tránh can thiệp từ bên thứ ba. Còn tháng 6 là tháng Mùi thì tinh thần tương đối được lạc quan, biết tâm giúp bạn có một số cơ hội làm ăn tốt, kinh doanh và buôn bán cũng sẽ có sự cải thiện. Cuối tháng, may mắn và tài lộc càng được gia tăng. Tuổi Mậu Thìn là người sinh năm 1988 nên chọn những tuổi sau để song đắc, để cả năm được thuận buồm xuôi gió. Đó là các tuổi như là tuổi Bính Thân, Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Thân, Đinh Dậu, Tân Dậu, Bính Tý, Canh Tý, Kỷ Hợi, Giáp Thân. Đó là những tuổi tốt nhất cho quý bạn mệnh. Và tuổi những tuổi không nên xong nhà cho gia chủ Mậu Thìn gồm như là Đinh Mùi, Quý Tỵ, Thân Sửu, Quý Sửu, Ất Mão, Bính Thìn, Quý Hợi, Tân Mùi, Giáp Tuất và Đinh Sửu.